nghe thấy thầy Giang đang nói gì không? Nếu mà các em nghe thấy, các bạn comment thầy Giang số 1 nhẹ nhàng phần trên chat. Vào TikTok xem thầy đang live chữa bài tập về nhà sách giáo khoa nhé. TikTok hoặc thầy trường ra. Ta đang phóng trên con mic tăng. Yo yo yo, bài lớp mấy vậy ạ? Ô các bạn ơi, sách giáo khoa kết nối tri thức này lại còn lựa rác, chỉ có thể là lớp mười mấy các bạn, lớp 11 chứ còn thế nào nữa. Thầy chào Linh. Linh hỏi đi. Lớp 11 dạy lớp 12. Linh hỏi đi Linh. Chừng nào có 12 về chưa like thì mới like lớp 12 xong mấy không này. Lớp mình học Zoom đến bài nào rồi á? Lớp mình học Zoom đại số thì đang học bài phương trình chứa M của hàm lượng của phương trình lượng giác chứa M. Đấy, còn hình thì chúng ta đang học giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng. Thầy có like toàn chín không ạ? Thầy có like nhá, nhưng mà sắp tới em ạ. Đấy, sắp tới thầy sẽ like toàn chín. Bây giờ các bạn thả tim cho thầy lên nhá, thả tim thầy lên 600 tim đi. Rồi thầy sẽ bắt đầu đi vào cái buổi học ngày hôm nay. Đấy, và các em ấn cho thầy cái phần thầy tí thầy sẽ up video cho Linh nhá. Thầy các bạn ấn vào cái phần chia sẻ, ấn sao chép liên kết gửi thẳng vào nhóm lớp. Thầy nói này, đầu tiên là phục vụ những ông học sách kết nối tri thức. Đấy, avatar đẹp không? Avatar cute thế. Các bạn này, đầu tiên là sách kết nối tri thức dành cho những bạn học kết nối tri thức là một phần. Nhưng cái quan trọng nhất là tất cả những cái dạng trong sách kết nối tri thức thì sách các cụm thi. Ok chưa? Sách các cụm thi, và em nhớ là gì? Là năm sau bạn thi học thì không quan tâm các học sách nào. Đề là đề chung, đúng không ạ? Đề sẽ là đề chung. Cho nên các bạn phải hiểu là gì? Sách gì chúng ta cũng phải triển hết. Đấy. Hôm nay mục tiêu nhá, mục tiêu thầy ra đặt 10.000 tim thì khóa học của thầy giảm 50%. Đấy, thì tặng cho tất cả những bạn xem livestream giảm 50% khóa học của thầy luôn. Nếu mà hôm nay được 10.000 tim. Nào, bây giờ các bạn comment sẵn sàng để thầy cho chúng ta đi vào buổi học ngày hôm nay. Thầy ấn record để lưu lại video này, up lên khóa học này. Đấy, sẵn sàng chưa? Đấy, sẵn sàng các bạn comment thầy, sẵn sàng với cái chat. Are you ready? Nào, are you ready? Sẵn sàng nhá. Rồi, ok. Câu số 1. Tìm tập xác định của hàm số sau. Rồi, bây giờ các bạn nghe này, tập xác định thì rất đơn giản thôi nhá. Em mặc dù lớp 9 nhưng mà thầy hay thầy làm ok thế này thì thầy lại phải like cho bạn lớp 9 rồi. Nào, bây giờ các bạn nhìn này. Câu đầu tiên rất là dễ nhá các bạn nhá. Tìm điều kiện thì auto nhìn như này ra màu giấy mẫu. Đúng không ạ? Mẫu phải khác không? Tức là sinic khác không? Đấy các em thấy không? Các em lớp 9 các em ấy còn giờ này em ấy không còn nhắn tin yêu, em còn vào xem thầy như này thì chứng tỏ là gì ạ? Chứng tỏ là các bạn lớp 11 quá là lười luôn. Đấy, bao giờ mới học đây? Sinic khác không thì các bạn nhớ công thức nha các bạn nha. Nhờ có 3 cái công thức các em cần phải nhớ này. Thứ nhất là sinic bằng 0 khi và chỉ khi x bằng kpi, nhớ hơn số điện thoại người yêu cũ. Sinic bằng 1 khi và chỉ khi x bằng pi trên 2 cộng với k2pi. Và cuối cùng là sin x bằng -1. Đấy, thì x sẽ bằng âm pi trên 2 cộng với k2pi. Đó, thì cái dấu bằng thì mình lấy dấu bằng. Còn nếu mà dấu khác thì bạn để ở chế độ khác thôi, đúng không? Đấy, bằng bằng cái khác thì là x khác kpi. Đó. Xem được hết chứ các bạn, thầy bảo rồi, tất cả những cái bài thầy chữa sách nào thế các bạn nên xem bởi vì nó giống nhau. Cô em ơi, đây nhá, tất cả cái video thầy chữa bài tập sách giáo khoa này, các bạn lên đây là có hết. Đấy, thầy đều re-up lại.
Rồi, vậy thì bài này chúng ta chốt deal nha. Câu này rất là dễ thôi. Chúng ta sang câu B. Câu B mới là khó nhằn này các bạn này. Đấy, câu B mới là hết nước chấm đấy các bạn này. Câu B rất nhiều không biết làm. Rồi, câu B nhá. Câu B các bạn phải ý, chúng ta có hai cái điều kiện cần quan tâm. Thứ nhất là gì ạ? Toàn bộ biểu thức dưới căn, cứ dưới căn thì điều kiện là 1 cộng cos trên 2 trừ cos phải lớn hơn bằng 0 đã. Đấy. Ngoài ra có mẫu, đúng không ạ? Ngoài ra có mẫu, mẫu phải là điều kiện gì? Là 2 trừ cos phải khác 0. Đấy. Những buổi nào học toán lớp 12 vậy thầy? Lớp 12 thì là tối ngày mai sẽ là buổi gần nhất em nhá, lúc 21 giờ 45. Lanh quanh du di tầm 22 giờ. Và em nếu mà các em muốn xem lịch livestream của thầy, các bạn làm ơn làm đúng một bước này vào kênh TikTok của thầy. Đó, xem trong 5 cái video gần nhất là đã có video thầy đăng cái lịch lịch livestream rồi. Lớp 9 á, sắp tới thì thầy không thầy hiện tại thì thầy chưa có khóa lớp 9 đâu. Bởi vì là năm nay thì bên thầy là sắp tới thầy sẽ có khả năng thầy sẽ mở một khóa lớp 9 nhá. Đấy, hiện tại thì năm nay thì đang muốn tập trung với anh chị 10 mùng 12 thì lớp 9 thì các bạn sẽ theo dõi xong thời gian tới thì sẽ thông báo sau. Đấy. Thì bây giờ các bạn tập trung vào cái câu này này, câu chuyện này này. Đầu tiên thầy sẽ xử lý hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất dễ nhất ở dưới mẫu này. Các bạn nhớ cho thầy Giang nghe này. Thứ nhất, cái giá trị cos của chúng ta ấy luôn nằm trong đoạn từ trừ 1 đến 1. Đúng chưa? Đấy, sin với cos đều nằm trong cái đoạn này. Vậy thì hai trừ cos thì sao? Đầu tiên cái dấu trừ này các bạn này. Thầy nhân dấu trừ vào tất cả các vế của bất phương trình này thì âm 1 sẽ trở thành 1. Nhân với dấu âm thì bất phương trình đảo chiều. Đúng chưa? Đó, bạn đảo chiều. Rồi bây giờ để có 2 thì cộng 2 ở tất cả các vế thì 1 cộng 2 là 3. Đó, các em thấy chưa? Đấy, âm 1 cộng với 2 là 1. Các bạn sẽ thấy ngay, các bạn sẽ phát hiện ra một cái điều gọi là cực kỳ amazing good job em. Đó là gì? À quên mất là 2 chứ nhỉ? À, đây ghi nhầm lại 3. Đó là cái mẫu của chúng ta luôn lớn không, đúng không các bạn? Đấy, chắc chắn khác không rồi. Vậy là cái điều kiện này luôn đúng với mọi x. Tóm với 1 em ạ. Đấy, luôn đúng với mọi x. Thế bây giờ chúng ta vì cái căn cứ là mẫu luân dương thì chúng ta sẽ xử lý được luôn cái điều kiện này này. Điều kiện số 1 này này. Em nhớ là tử chia mẫu lớn bằng 0, tức là tử với mẫu phải cùng dấu mà mẫu luân dương rồi. Vậy thì từ đấy suy ra cái điều kiện số 1 sẽ là gì ạ? Là tử cũng phải dương. Được chưa em? Và như thầy Giang đã nói là vì cốt nằm trong đoạn từ trừ 1 đến 1, điều này luôn đúng. Đúng không? Các em nhầm mà xem, cốt x nằm trong đoạn từ trừ 1 đến 1, bơ em cộng 1 vào đi. Thì có phải bên này sẽ bằng mấy? Là không không? Đúng chưa? Đó, bên này thì là mấy? Là 2. Rõ ràng thỏa mãn với mọi x. Vậy thì bài này rõ ràng là gì? Điều kiện thứ hai luôn đúng. Điều kiện thứ nhất luôn đúng. Vậy bài này tập xác định là gì? Tập xác định của chúng ta kết luận là vì nó luôn đúng, trả lại giá trị là D bằng E rồi. Đấy. Thế còn cái câu trên lúc ấy thầy kết luận đi mới tìm điều kiện, nó chưa kết luận tập xác định. Tập xác định ra là gì ạ? Là D bằng R, bỏ đi đúng giá trị này, tức là KP. Đấy. Bài 1 trong sách giáo khoa kết nối tri thức. Bài 3 trong bài 3 nhé, hàm số lượng giác. Các bạn hiểu chưa? Nếu các bạn hiểu các bạn comment nhà thầy số 1 phần kính chat. Tất cả những video này của thầy Giang nhá, là đều trong học là đều được record lại hết, đưa lên web, các em đăng nhập tài khoản các bạn vào xem bình thường. Đấy, còn nếu mà các bạn nào xem miễn phí thì bạn chịu khó lên đấy các bạn xem. Đó. Hôm nay nếu mà target nhá, target này, target được 10.000 tim thì toàn bộ khóa học của thầy dành cho lớp 11 sẽ sale 50%. Đấy, thì các bạn chú ý cho thầy cái điều này nhá. Nào hiểu comment thầy Giang số 1 phần nhanh chat để chuyển sang câu số tiếp theo, à, để bạn chuyển sang bài 1.16. Đó. Ok chưa các bạn ơi? không thấy ông nào comment, mấy ông này không hiểu à? Có hiểu không ta? Cả lớp có hiểu không nhở? Bạn nào chưa hiểu thì comment để thầy giảng lại. Lớp off không giảm. Lớp off giảm cái gì? Câu vừa vẩn. Lớp online có online thôi. Rồi ok nhá. Sao Bảo Trâm lại khóc nhở? Ừ. Nào bây giờ đến câu này. Tính chắt lẻ của hàm số sau. Đúng không? Tính chắt lẻ của hàm số sau. Lớp off tôi chặt tặng công đi học bổ trợ miễn phí các kiểu còn gì nữa. Đúng không? Đấy. Còn muốn cái gì hơn?
Nào các bạn nhìn này, vừa làm lý ngày mai vừa nghe thầy giảng, nghe thầy như nhạc lo-fi cực chill luôn. Bơ xét tính chắc lẻ nhá. Rồi, thì hôm nay thầy Giang sẽ chữa toàn bộ bài tập tự luận để cho các bạn hiểu một cách bản chất. Thì các bạn có muốn hôm nào thầy Giang dạy bạn skim bằng máy tính không? Làm chùm phần trắc nghiệm lựa giác luôn. Đấy, bây các bạn comment cho thầy là các bạn có muốn không ạ? Thì tuần này thầy xếp một buổi chuyên dạy các bạn làm chùm bằng máy tính lựa giác. Đấy, từ A đến Z luôn, nếu mà thực sự với các bạn, nếu mà các bạn nhớ được mọi phương pháp thầy dạy nhá, các bạn sẽ làm được khoảng 80% trong đề thi. Đấy. Thế thì thầy cho chúng ta phải book cái lịch với nhau thôi nhá. Tuần này tối thứ năm thầy chưa có lịch live stream lớp nào cả. Thầy Giang hẹn các bạn tối thứ năm lúc 21:45 sẽ là buổi chúng ta Casio lượng giác. Đấy, thầy sẽ chia làm 3 buổi quét tất cả các dạng nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn nốt cái lịch này vào, chắc chắn ngày thứ năm thầy Giang sẽ lên đây gặp các em. Đấy, gửi đến các bạn của mình nhé. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại bài này. Nếu làm bản chất tự luận thì làm như thế nào, là thầy sẽ trình bày chuẩn chỉ cho các bạn này. Đúng chưa? Lưu lịch này vào nhá. Đó. Rồi, ok. Nào, bây giờ các bạn nhìn nhá. Đầu tiên này, xét tính chất lẻ. Thì cái việc đầu tiên của các em là các em phải tìm tập xác định trước. Đó, thì tập xác định thì viết nhỏ nhỏ ở đây này. Bài này thì xin không có điều kiện gì cả, nhưng tan x có mẫu. Tan là xin trên code, đúng không? Vậy thì thực tế là mình có điều kiện là gì ạ? Là code hay khác không? Đó. Code hay khác không thì bạn nhớ công thức tổng quát nhá. Thế này. Code U bằng 0 khi nào? Cốt U bằng 0 à? Bằng 0 khi mà U sẽ bằng Pi trên 2 cộng Kpi. Đó. Vậy thì ở đây tương ứng của mình là 2x sẽ khác Pi trên 2 cộng Kpi. Và chúng ta chia về cho 2 thôi. Thì chúng ta sẽ có là x sẽ khác Pi trên 4 cộng Kpi trên 2. Đó. Và ở đây vì là thi và là trình bày tự luận mà, thì các bạn phải viết rõ ràng như này. Thì tập xác định của chúng ta sẽ là D bằng R gạch đi Pi trên 4 cộng Kpi. Đấy. Xong chưa? Rồi ok này, bây giờ các bạn phải trình bày cái dòng này nhá. Cái bài này làm trắc nghiệm thì rất là dễ đó. Trắc nghiệm các bạn chỉ làm mất 10 giây thôi. Nhưng mà làm tự luận thì mình phải đi, mình viết làm sao cho cô giáo chấm điểm mình 100% là mình được điểm 10, đúng không ạ? Bước em nhìn này. Đầu tiên là chúng ta ghi câu này. Nếu x thuộc D. Đấy. Thì trừ x cũng thuộc D. Đấy, các em chỉ ghi cái câu này ra thôi. Đó. Sau đấy bơ chúng ta mới đi vào phương pháp chính của cái bài tìm chẵn lẻ. Thì các bạn phải ghi lại cái lý thuyết một chút. Thế này thì sợ các bạn quên nhá. Các bạn ghi lý thuyết chẵn lẻ này. Các bạn nhìn thấy được cái đoạn này thầy viết không ạ? Đó. Đây này. Nếu f của trừ x bằng fx thì chúng ta sẽ kết luận là hàm số chẵn. Nếu f của trừ x bằng trừ fx thì chúng ta sẽ gọi là hàm số lẻ. Đó. Nếu mà khác nhau thì hiển nhiên là không chẵn không lẻ. Hàm số không chẵn không lẻ. Ngoài ra các em cần phải remember cho thầy đó là công thức đối nhau. Đấy, bởi vì hầu hết là bài này dùng công thức đối nhau. Đối nhau là gì ạ? Là trong bốn cái hàm lượng giác này. Trong bốn cái hàm lượng giác này, thì duy nhất cái hàm cốt là các bạn được mất dấu trừ. Nhá. Duy nhất hàm cốt các bạn được mất dấu trừ. Còn đâu tất cả các hàm khác các bạn phải đưa dấu trừ ra bên ngoài. Đó, các em hiểu không? Cho nên người ta mới có từ cốt đối. Đấy, cốt đối. Đấy, duy nhất hàm cốt này dấu trừ bên trong triệt tiêu, còn tất cả các hàm khác dấu trừ phải đưa ra bên ngoài. Đấy, các bạn nhớ chưa? Đấy, cái này là các bạn nhớ để chúng ta chứng minh dựa trên cái thằng này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài này nhé. Bây giờ bài này các em muốn chứng minh là chẵn hay lẻ thì bước tiếp theo sau khi tìm tập xác định và có cái dòng này này, bạn sẽ có là set f của trừ x. Đấy. Rồi, các bạn nhớ đây là hàm fx nhé. Đây là hàm fx, tức là gì ạ? Tức là ở đây là x, thì ở đây sẽ là x, và đây sẽ là x. Vậy thì thời gian set f của trừ x đúng không? Thì tất cả những vị trí màu vàng chúng ta sẽ thay bằng trừ x. Đây sẽ là sin của trừ 2x cộng với tan của trừ 2x. Trước khi thầy nói tiếp, các em hiểu đoạn này chưa ạ? Nếu các em hiểu các bạn comment thời gian số 1 của cái chat.
Hiểu comment thì ra số 1 phần chat. Đầu tiên là thầy nói cái việc thay nhá. Đấy thì nó rất là kỹ này. Cái việc thay đó, các bạn hiểu cái đoạn thay chưa? Sao có dấu trừ vậy ạ? Đấy, theo lý thuyết ở đây này là muốn xét tính chẵn lẻ thì em phải đi xét xem là cái thằng f của chữ x này nó bằng fx hay bằng trừ fx hay là nó khác nhau. Đấy, cho nên là mình phải xét cái biểu thức f của chữ x xem nó như thế nào, xem rơi vào trường hợp nào, trường hợp 1, trường hợp 2 hay là trường hợp 3. Đúng chưa? Đấy, giống kiểu bây giờ nhá. Để tán được em đúng không? Em rất thích uống trà sữa. Vậy thì tất cả những ông nào muốn tán em thì bước 1 là gì ạ? Là ông phải mua trà sữa tặng bà này đã. Đấy. Các cụ có câu là miếng trầu là đầu câu chuyện đúng không? Với bạn, ví dụ bạn bạn Khánh Linh là gì ạ? Một cốc trà sữa là đầu câu chuyện. Đó thì bây giờ cái câu chuyện chẵn lẻ đấy, bây giờ muốn xét được tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác thì đầu tiên là tôi phải kiểm tra nó là cái thằng f của chữ x nó rơi vào trường hợp nào. Đấy lý do tại sao mà thầy sẽ phải xét f của chữ x. Thế sau khi mình thay rồi thì bây giờ các bạn nhìn vào bốn cái trường hợp này. Được chưa? Đấy, bây giờ các bạn nhìn này, hàm sin dấu trừ với rút ra bên ngoài. Đấy, ai ố xì mà. Xong chưa? Hàm tan cũng phải rút dấu trừ ra bên ngoài. Thế thì so với hàm ban đầu như thế nào các bạn? Nếu thầy rút dấu trừ ra có phải khác hoàn toàn, không phải khác hoàn toàn mà trái hoàn toàn dấu không? Tức là gì, nếu cái hàm ban đầu là fx thì đây là trừ fx. Cả lớp hiểu đoạn này chưa ạ? Hiểu comment số 2. Vậy thầy cho chúng ta kết luận là đây là hàm số gì? Hàm số lẻ chứ còn gì nào nữa. Understand chưa? Hiểu comment thời gian số 2 phần nghìn chat. Dễ đúng không? Ok nhá. Sang câu B. Đấy. Thầy chữa bài tập sách giáo khoa nhá các bạn nhá, chứ không phải tờ tài liệu của thầy đâu. Rồi. Nếu mà các buổi live stream sắp tới mà các bạn ủng hộ thầy lên cứ mỗi buổi 100 bạn xem trở lên thì thầy sẽ bắt đầu series chữa đề giúp kỳ 1 cho các bạn. Đó. Đến sang câu B này, đang vào cầu nhé, chúng ta làm câu B luôn. Câu B chúng ta làm nhanh này, tập xác định. Đấy, các bạn phải thả tim nhiệt tình lên. Ví dụ hôm nay là phải 10.000 tim nha. Thôi bây giờ hứa với nhau đi, mỗi buổi là thầy cứ đủ 10.000 tim. Thầy sẽ lên lịch chữa đề học kỳ giúp kỳ cho các bạn. Đấy, thể hiện sự yêu thương đúng không? Đấy, yêu thương quý mến thầy là phải như vậy chứ lệ. Nào bài tập xác định nhá. Hàm cốt có điều kiện gì không ạ? Không. Hàm sin cũng chẳng có điều kiện gì cả. Vậy tập xác định bài này là D bằng R. Xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta phải có một cái câu là gì ạ? Nếu mọi giá trị x thuộc D thì em sao? Thì trừ x của chúng ta vẫn thuộc D. Đúng không? Đấy, thuộc D. Đó. Thế bây giờ giống bài trên là chúng ta phải xét f của trừ gì? F của trừ x. Đó, các em cứ tưởng tượng cái hàm ban đầu là fx nhé. Đó. Vậy thì ở đâu có màu vàng, ở đâu x màu vàng, chúng ta sẽ thay bằng chữ x vào đây. Tức là cos x sẽ là cos của chữ x. Sin bình của x thì là sin bình của chữ x. Thầy có nhớ em không? Hàng hôm nào trả vào thầy sẽ comment. Học kỳ 1 thi tiểu luận cả thầy. Em ơi, giữa học kỳ 1 thì bây giờ 90% các trường sẽ thi một nửa tiểu luận nửa trắc nghiệm. Đấy, còn một vài trường thì full trắc nghiệm. Chứ còn bây giờ không có trường nào thi full tiểu luận nha em nhé. Đấy, còn đây thầy đang chữa bài tập sách giáo khoa, cho nên thầy phải trình bày các bạn, để các bạn làm sao để các bạn hiểu, các bạn trình bày nộp bài cho cô trên lớp. Đó. Rồi bây giờ hàm cốt này bạn ơi, duy nhất cái anh cốt này là dấu trừ bị triệt tiêu. Đấy, thì cái ông cốt này của chữ x là bằng cốt x. Thế còn cái ông sin này này, bản thân bình thường sin ấy, sin của chữ x là dấu trừ chúng ta đưa ra bên ngoài. Đúng chưa? Nhưng mà bên ngoài lại có dấu bình phương. Đấy các bạn thấy không? Thế bình phương của trừ sin nó bằng cái gì? Nó bằng sứ sin x bình phương rồi. Bình phương mất dấu trừ mà. Đấy, các bạn hiểu đoạn này chưa? Ô, thì giống hệt fx ban đầu chưa các bạn? Đấy, cos của trừ x bằng cos x. Dấu trừ đưa ra ngoài nhưng mà bình phương thì vẫn là bằng sin bình. Vậy bằng fx. Vậy thì bài này thầy Giang kết luận là gì? Là bài này hàm số gì? Hàm số gì? Hàm số chẵn. Cả lớp hiểu câu này chưa? Hiểu comment thời gian số 2 của mình chat. Dễ không? Gọi là dễ hơn nói việc là gọi là gì ạ? Dễ hơn việc nói chia tay với người cũ luôn. Đó. Comment số 2 cho thầy nhá. Ok.
Mà với cả có vấn đề là dạo này thì up video trên TikTok ấy, ít bạn lớp 11 vào thả tim ghê. Các bạn lớp 11 vào kênh của thầy nhé, thầy đang định làm là video ngắn kiểu dạy mẹo giải nhanh lượng giác các thứ, nhưng mà chả thấy công thả tim là tiếc nhỉ. Các bạn vào các bạn ủng hộ thầy nhá, để ngày mai thì ủng hộ thầy sẽ cố gắng một ngày buổi trưa thầy sẽ lên một video lớp 11 dạy mẹo đấy, mẹo nhớ công thức rồi bản chất tự luận hoặc là mẹo bấm máy tính các thứ đấy. Tối thì sẽ là lớp 10 hoặc lớp 12 đấy. Dạo này thấy 2K7 toàn lượng giá, học sinh của thầy thề với các bạn luôn, mấy cái này thì dạy các bạn đi rồi, nhưng mà học sinh lớp bỏ của thầy kiểm tra mà làm phút cứ 2 phần 3 lớp điểm kém. Thì cái câu chuyện điểm kém đây không phải là thầy dạy không hay hay là các bạn ấy không hiểu, mà cái câu chuyện là các bạn học các bạn ấy hiểu nhưng về các bạn ấy không làm bài tập. Thế là công này hôm sau lại công nghệ quên như một như gọi là reset bộ nhớ luôn. Đấy là cái câu chuyện mà thầy nghĩ là rất nhiều bạn đang gặp phải. Đó, thầy cũng chẳng biết làm nào ngoài cái việc là support các bạn tận răng luôn. Kiểm tra 15 phút đầu giờ không hiểu đâu thì chữa. Đấy, thầy chữa hoặc trợ giảng chữa. Đấy, rồi chữa bài tập các thứ, rồi live stream, chữa bài tập sách giáo khoa, hỗ trợ liên tục. Nhưng mà đúng là nhiều khi là cũng phải nghĩ là đến cái mức là gì ạ? Là đôi khi phải để các bạn tự quyết định cuộc đời của mình thôi. Mình cũng không thể gọi là, đúng không? Khi mà người ta không muốn đi, mình cũng không thể vác người ta đi được. Đó. Cho nên phải chấp nhận. Rồi bây giờ các bạn nhìn cái câu này, xin nick nhân cốt hay x nhá. Đầu tiên tập xác định này thì mình nhẩm nhanh, xin với cốt không có điều kiện gì cả. Vậy thì tập xác định bài này thì chắc chắn là D bằng R rồi. Đấy. Và cái câu là gì ạ? Nếu đúng không? Nếu x thuộc D thì trừ x thuộc D thì hiển nhiên tập R thì rõ ràng. Đúng không? Ví dụ 2 thuộc R thì trừ 2 thuộc R, đấy là điều hiển nhiên. Anh em xin file với ông này, thứ nhất là tôi là thầy. Tôi sinh năm 93 là hơn các bạn bao nhiêu tuổi ạ? Gọi là chú chứ anh gì ở đâu, vớ vẩn vớ vẩn. Đấy. Bọn này vớ vẩn thật. Mới cả đây là bài tập sách giáo khoa, mua sách giáo khoa ra có mà các bạn. Rồi bây giờ câu này nhá, câu này mình set F của trích này. Hơi 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 dí một chút nha, hơi dí một chút nha. Đây thầy ghi ở đây đi, F của trừ x. Đấy, thay vào đây luôn nhá, là sin của trừ x đúng nhá. Đấy, thằng này là cốt của trừ trừ gì ạ? Trừ 2x. Bơ em nhìn này, sin thì dấu trừ đưa ra bên ngoài đúng không? Thì là trừ sin x. Thằng cốt trong hàm cốt thì mặc định triệt tiêu. Đó. Các em nhìn ngay so với đề bài ban đầu đó, đây là fx này. Thì nó trái dấu, đúng không? Giống hệt nhưng mà có dấu trừ. Vậy là trừ fx. Vậy thì cứ trái dấu nhau kết luận là hàm số gì? Hàm số này. Đấy. Xong IC. Rất đơn giản. Khi nào mới có điều kiện là thầy? Đây nha em nhé, thứ nhất này, điều kiện là khi em phải có mẫu đúng không? Hàm cốt với hàm sin em thấy có mẫu không? Làm gì có. Thứ hai là có căn, thì làm gì có căn đâu. Còn tại sao hàm tan có? Bởi vì hàm tan nó là sin trên cốt em, thì cốt là mẫu này, thì điều kiện cốt phải khác không? Em đã hiểu chưa? Đấy, nếu mà chưa hiểu thì thầy nghĩ là em nên tìm một bạn nam đấy, học giỏi môn toán để gọi là mentor đấy, hoặc là bạn nữ cũng được. Nhá, nguyên lý là gì ạ? Là học thầy không tày học bạn mà các bạn. Cái câu này nó rất đúng đấy. Học ngay bạn bè của mình. Đấy, bây giờ câu này theo các bạn là có điều kiện không? Câu này các bạn nhìn xem có điều kiện không? Sin không có mẫu đúng không? Chẳng căn. Cốt không mẫu không căn, vậy D bằng E đâu? Đấy. Đúng rồi. Không phải là cứ không căn là D bằng R, bởi vì là ví dụ nhá, ví dụ như cái câu này. Đúng không? Ví dụ câu này là 1 trên cốt trừ 1. Đúng không? Nó không có căn nhưng mà nó có mẫu. Em hiểu không? Thì nó vẫn phải có điều kiện là cốt x, cốt trừ 1 khác không chứ? Đó. Nào bây giờ câu này nhá, chúng ta bỏ qua các đoạn trừ x thuộc D và x cũng thuộc D đi. Đó. Thì bây giờ chúng ta set f của trừ x này. Ông này là fx này các bạn này. Đó. Ở đâu x thì thay trừ x vào. Là sin của trừ x cộng với cốt của trừ x đúng không? Đấy, thế thì cái dấu trừ này thì đưa ra bên ngoài. Dấu trừ thì đưa ra bên ngoài. Thì sin dấu trừ đưa ra bên ngoài được, nhưng hàm cốt thì no. Hàm cốt thì triệt tiêu nhé các bạn nhé, không đưa được, nó biến mất đi rồi. Vậy thì chúng ta thấy ngay là đó. Thế các em nhìn cho thầy là ông này so với hàm ban đầu ấy thì nó trái dấu, nhưng thái lại bằng nhau. Đúng không? Nó không bằng nhau. Đúng không ạ? Cái hàm f của trừ x với fx nó khác nhau.
Và nó có cháy dấu không? Nó cũng không cháy dấu. Nếu mà cháy dấu nhá bạn nhá, nếu mà cháy dấu thì phải là trừ Cynic trừ Codex cơ mà. Đấy, đấy nhiều bạn kết luận là này là sai bét này, ông là kết luận này là sai. Bài này phải kết luận là gì? F của trừ x khác kép x. Và chúng ta phải kết luận là gì ạ? Không chẵn không lẻ nha các bạn nha. Đây mới là kết quả chính xác của bài này. Các bạn đã hiểu chưa ạ? Nếu các bạn hiểu, các bạn comment hai chữ đẳng cấp để thầy chuyển sang bài 1.17. Chúng ta sẽ còn hai bài thôi. À đâu, ba bài thôi là kết thúc cái buổi học ngày hôm nay rồi. Nhá. Đấy, nhớ nhá, đủ 10k team, khóa học online của thầy sẽ giảm 50% cho everyone luôn, tất cả các bạn luôn. Có em ơi, các bạn nào mà xem miễn phí nhá, lên đây này, các bạn xem lại tất cả các cái buổi thầy chữa bài tập sách giáo khoa. Đó, còn các bạn trong học thì lên web là có nhá. Các em không phải tìm đâu cả, cứ đăng nhập tài khoản của các bạn là có. Một khóa của thầy nhá, đây này. Một khóa của thầy bình thường là 2.500k học một năm. Đấy, đủ 10.000 team hôm nay chia đôi bao nhiêu? Chia đôi à? Hôm nay 2.500 chia 2 là 1.250. Và lớp của thầy là học Zoom nhé các bạn nhé. Học Zoom chứ không phải học live stream. Zoom để các bạn bật mic các bạn hỏi. Đó. Xong chưa? Đấy. Video có record lại. Các em xem lại thoải mái trên web. Đó. Ok chưa? Đó. Học một năm luôn từ giờ đến lúc hết năm lớp 11. Một tuần hai buổi, một đại một đình nhá, một đại một đình. Hôm nay cứ đủ 10.000 tim là các bạn cáp cái màn hình lại nhắn cho thầy. Đấy, đấy là một cái tấm vé voucher luôn. Tại sao hỏi code bị triệt tiêu? Đó là tính chất cái gì nhỉ? Tính chất của hàm số là như thế các em. Tính chất của hàm số là như thế. Cái này em chỉ cần nhớ theo công thức thôi, bởi vì công thức trong sách giáo khoa mà. Còn nếu mà các em muốn hỏi sâu xa tại sao nhá, các em lên Google các em search. Đấy. Là sẽ có chứng minh luôn cho các bạn. Đấy. Ok chưa? Nếu mà các bạn tò mò về toán học nhá. Cái này các nhà khoa học cách đây là gọi là đã chứng minh mấy nghìn năm nay rồi, thì mình cứ dùng thôi các bạn. Đó. Rồi, bây giờ các bài này tập giá trị thì ghi cho thời gian cái chú ý nhá. Này. Tập giá trị của y, của một cái hàm số y này thì bản chất là gì ạ? Thầy gọi là d đi nhá, là d, và d của chúng ta sẽ chạy từ thằng bé nhất đến thằng lớn nhất. Đây giảm 50% đây em ơi, thầy vừa ghi mà 2.500 còn 1.250 này này. Tập giá trị của một hàm số, tức là bài toán bạn đi tìm min và max thôi. Đấy, nghe nó kể có kiểu nó kiểu sang chảnh, nó kiểu là lòng ngoằng khó hiểu, nhưng thực tế nó đơn giản là đi tìm min max thôi các bạn. Đó. Thì vậy cái câu chuyện ở đây nó chỉ là đơn giản như thế thôi, thì mình cứ thế mà mình triển khai thôi các bạn ơi. Có ghi đâu mà cần phải nghĩ nhiều. Bởi ví dụ các bạn chỉ cần nhớ là như này này. Hàm sin không cần quan tâm gốc trong này là gì nhá. Sin mặc định cho này nằm trong đoạn từ -1 đến 1. Đấy, hàm cos cũng thế. Đó. Vậy các em nhìn này. Câu này. Các bạn có công nhận là sin của x trừ pi trên 4 đúng chưa? Hàm sin này thì bảo rồi, góc trong này có là x trừ 1 đi 1 tỷ đi chăng nữa không quan trọng. Đó, không quan trọng. Cũng nằm trong đoạn từ -1 đến 1. Đấy, đây là cái lý thuyết các bạn cứ thấy hàm sin là bạn dùng như này. Vậy thì bây giờ biến đổi làm sao ra được cái nghi này thì rất là dễ đúng không? Ở đây có 2, thì nhân 2 về với 2. Đúng không? -1 nhân với 2 là trừ mấy? -2. Đúng không các bạn? Ăn đâu nhỉ? Đúng rồi, là 2. Đấy, ok chưa? Thế bên này 1 nhân với 2 cũng là 2 chưa? Rồi, thế bây giờ là để cho y là mình phải trừ nốt 1 ở 2 về đúng không? Thế -2 -1 là âm mấy đấy? Âm 3. Đó. Thế 2 trừ 1 là 1 chưa? Thì cái hàm số này chính là hàm số gì? Hàm số y. Ô, thế thì rõ ràng em thấy ngay là gì ạ? Y của chúng ta nằm trong đoạn từ -3 đến 1. Vậy thì suy ra tập giá trị chính là D bằng từ 3 đến -3 đến 1. Có dễ không ạ? Nói thật với các bạn luôn là quá là dễ luôn. Quá dễ luôn, phải dùng từ quá. Các bạn hiểu câu này chưa? Nếu các bạn hiểu, các bạn comment thế ra. Em hiểu ạ? Phần chat.
còn 7k7 team rồi nhá, còn 3k3 team nữa thôi là tất cả các bạn sẽ săn được cái mã này. Nếu các em nhá, nếu các em bây giờ các em chưa cần, các em cứ chụp ảnh lại đó, các em cứ chụp ảnh lại đó, một ngày nào đấy đúng không ạ, các em cần thầy, một người thầy để giúp các em tiến bộ hơn trong môn toán. Thầy không nói là chắc chắn thầy sẽ giúp được nhá các bạn nhé, thầy không nói chắc chắn 100%. Lý do tại sao ạ? Thầy có dạy hay đến mấy nhưng nếu các em không muốn học là thầy chịu. Ok chưa? Cho nên nó cũng phải nằm ở ở ở các em nữa. Thầy nói lại ký ân đoạn đấy được không ạ? Đoạn nào không nhỉ? Bây giờ thầy có 3 dòng này thì em muốn hỏi dòng nào? Bước nào đây? Bước 1, bước 2 và bước 3. Và bước 4. Bây giờ có 4 bước thì em muốn hỏi bước nào? Bước 2 á. Đây nhá, bây giờ có phải xin nằm trong đoạn từ trừ 1 đến 1 không? Đây là theo công thức này này. Được, bước 1 thì là thầy lắp công thức cơ mà nhỉ? Xin u đúng không? U là gì? U là không phải u là trời, u là một góc bất kỳ này, em hiểu không? Đấy, thì đây này, đây có phải sin u không? Sin u từ trừ 1 đến 1. Khánh ơi, thầy bảo với em rồi, em đừng có tiếc 250k, thầy nói thật. Em đừng có tiếc 250k. Đấy, bởi vì thầy nói thật với em luôn. Tất cả những cái bạn đăng ký sớm nhá, thầy đều có một món quà dành riêng cho các bạn vào cuối năm nay. Đấy. Nếu mà các bạn đăng ký học lên lớp 12 của người thầy. Đấy, các bạn đăng ký học sớm, các bạn yên tâm là các em sẽ không bị thiệt đâu. Đấy. Không, đây là thầy chia sẻ thật nhá, tất cả những bạn đăng ký sớm ấy, sang năm sau các bạn đều có một cái rất là, nghĩa là các bạn lên lớp 12 các bạn đều có được món quà rất là lớn từ thầy luôn. Tí nữa thầy cấp tài khoản cho Khánh nhá. Hôm nay lúc ấy thầy mới thấy bạn Linh, bạn ấy báo là em đăng ký rồi, thầy tí nữa thầy phê duyệt cho em vào xem video. Nào, cái bước 1 các bạn hiểu chưa? Bây giờ biến đổi ra đề bài nhá, thì có phải là để mình xuất phát từ sin đúng không? Thì rõ ràng là mình phải nhân 2. Thế âm 1 nhân với 2 là âm 2. Nhân 2 vào đây này, nhân 1 nhân 2 là 2 chưa? Đấy, các bạn hiểu cái bước số 2 chưa? Hiểu bước số 2, comment số 2 nào để thầy nói nốt cái đoạn bước 3 nào. Thì có phải là chúng ta đã biến đổi được ra 2 lần sin x rồi đúng không? Thế bây giờ mình trừ 1 nữa. Thì khi các bạn trừ 1 ở đây thì mặc định là hai vế bạn phải làm giống hệt. Đấy, trừ 2 trừ 1 thành âm 3, 2 trừ 1 là còn 1. Thì rõ ràng ở giữa chúng ta đã biến đổi thành hàm y ban đầu chưa? Và y của chúng ta chạy từ trừ 3 đến 1. Vậy thì tập giá trị sẽ là từ trừ 3 đến 1. Câu này mình bấm được máy tính nhé các bạn nhé. Đấy. Các bạn muốn ví dụ câu này bấm máy tính các bạn làm như nào không? Có muốn thầy hướng dẫn không? Ví dụ câu này làm trắc nghiệm nhé. Đây thầy biểu diễn trước này, để cái buổi thứ năm các ông xem này. Ví dụ câu này làm trắc nghiệm nhé. Thực ra câu này với những bạn học sinh khá giỏi thì bạn làm tay rất là dễ thôi. Nhưng mà cứ giả sử đi, giả sử hôm nay vào phòng thi tự nhiên gặp một bạn nam đẹp trai, đấy, như Lee Min Ho chẳng hạn. Thế thì tự dưng mình lại quên công thức. Thế thì làm như thế nào? Đây này, cái bài toán tìm min-max một hàm số hay là bài tìm tập giá trị rất đơn giản. Các bạn nhập cho thầy số 2 vào đây. Nhập cái hàm số ban đầu là 2 sin của x trừ pi nhân 4 đúng không? Cái này mấy cái này các bạn không biết đâu. Nhá. Đấy, rồi trừ 1. Nhập cái hàm số này vào. Rồi ấn dấu bằng bỏ qua cái x. Bạn nhớ này, nếu với một hàm số lượng giác nhé, thì để các bạn tìm được min-max ấy, mặc định bạn cho quét chạy từ 0 đến 2 pi. Tức là start là 0, end là 2 pi. Không chưa? Đấy. Step các bạn lấy sau trừ trước chia 19, tức là 2 pi trừ 0 ấy thì là 2 pi. Sau trừ trước chia 19 nhá, end trừ đi start chia 19. Đây là công thức rồi. Đấy các bạn nhìn này. Nhỏ nhất đang là âm 2,4 đúng không? Ok, âm 2,4 này. Đấy, lớn nhất là 0,99, tức là 1 cho các bạn. Lớn nhất là 0,99 là 1 này, mình ghi vào. Bạn xem nhỏ nhất là bao nhiêu? Nhỏ nhất có phải là trừ 3 không? Đấy. Mình bấm máy mình ra ngay là thế thì nhỏ nhất là trừ 3, chạy đến cao nhất là 1. Vậy đây là tập giá trị của nó. Các lớp hiểu chưa? Hiểu comment, hiểu ở phần chat. Đấy, hôm nay thầy demo thôi nhá. Còn đến cái buổi thứ 5 tuần này, nếu mà các bạn học gọi là bấm máy tính
thì chúng ta sẽ học sâu hơn rất nhiều kỹ thuật để các bạn xử lý một cái dạng này rất đơn giản. Thật thực sự với các bạn luôn, cái trường lượng giác này nghĩa là các bạn chỉ cần hiểu cái kiến thức cơ bản để các bạn làm tự luận, nó còn là gần như phần trắc nghiệm là bấm máy hết. Nhưng mà không biết là tại sao, không biết tại sao các bạn lại khó khăn như thế. Thầy cũng rất là bực mình khi mà học sinh của thầy làm điểm 15 phút điểm mãi kém đó. Đương nhiên là vẫn có những bạn 10 đúng không, nó đau khổ lắm các bạn. Các bạn không biết là cái việc là khi mà thầy đi dạy ấy, cái việc các em điểm kém hay điểm cao đúng không ạ, học phí thầy vẫn thu học phí các bạn như bình thường đúng không. Nhưng mà thực sự với thầy, cái việc thầy học phí các bạn đóng cho thầy mà, nhưng mà nếu các bạn không tiến bộ ấy, với bản thân thầy là thầy cảm thấy đấy là một sự thất bại. Nó như ở một cái công trình, nó giống như kiểu các bạn xây tòa nhà mà nó bị vẹo ấy, hoặc là bạn xây xong bạn bị đổ ấy. Đấy, đấy là thầy tâm sự với các bạn cái điều đấy. Không phải là các bạn đóng học phí là thầy vui đâu, không hề. Mà các bạn phải tiến bộ, đấy mới là cái niềm vui thực sự của thầy. Đó. Nói chung là nó khó nói lắm. Bây giờ cái câu này có căn nhá, mình vẫn bấm máy được nhá. Đấy. Nhưng mà mình làm tay trước này. Các bạn thấy hàm code không? Chúng ta sẽ có code x là nằm trong đoạn từ -1 đến 1. Đó. Bây giờ mình sẽ biến đổi để xuất hiện y nhá. Đầu tiên là thầy cộng 1 giống như đề bài. Cộng 1 và 2 vế này. Thì âm 1 cộng 1 là 0. Đấy, ở đây sẽ là 1 cộng căn và 1 cộng cốt đúng không? 1 cộng 1 là 2. Căn đúng không ạ? Có căn thì các bạn ý là rõ ràng anh này luôn dương. Dương thì căn thoải mái, căn cả hai vế luôn. Căn của 0 là 0. Đấy, căn của 2 là căn 2. Sau đây chúng ta trừ 2 bên ngoài. Đó. Thế thì ở đây các bạn thấy ngay là 0 trừ 2 là âm 2. Đúng chưa? Căn của 1 cộng với cos x trừ 2. Căn 2 trừ 2. Tương ứng. Thế đây có phải hàm số y của chúng ta không? Thế thì tập giá gì? Tập giá trị chúng ta có là gì? Là d bằng ngoặc vuông từ trừ 2 đến căn 2 trừ 2. Cả lớp hiểu dạng này chưa? Nếu hiểu rồi comment confirm cho thầy nhá. Comment số 17 đã để respect cái câu rất là hay trong đề thi cái gì nhỉ? Trong đề sách kết nối tri thức bài 3, sách kết nối tri thức, sách kết nối tri thức sách giáo khoa. Sao lại căn thầy? Đề bài có căn mà. Mấy bạn này không đọc đề bài. Cái bạn Mỹ Tiên này, American Tiên này, American Tiên không thấy là có căn à? Thì mình phải cắt để làm ra giống đề bài chứ. Có hiểu không ạ? Chê Chu Chi, mấy bạn này tên hay nhỉ? Chê Chu Chi. American Tiên đã hiểu chưa? Đúng không? Em không căn thì làm sao em ra được đề bài? Đấy, còn 2k team nữa nhá. Còn 1k 9 team nữa là hôm toàn bộ cái khóa học của thầy lớp 11 là các bạn được sale 50% nhá. Đấy, các bạn thả team nhiệt tình lên. Ok. Nào bơ chúng ta sang câu số 18. 1.18 sách giáo khoa. Đấy. Hãy nhớ nhá, nếu khi nào các em cảm thấy môn toán khó khăn thì hãy tìm đến kênh Toán Thầy Giang. Đó, Toán Thầy Giang, Thầy Lại Trường Giang trên tất cả các nền tảng. Các em bảo bạn bè của mình, nếu mà thực sự các bạn toàn, bạn nào mà hiểu chậm thì xem thầy live stream. Đấy, bạn nào mà hiểu nhanh, thích xem tip mẹo thì lên kênh kênh TikTok xem video ngắn. Bạn nào mà muốn học với thầy nghiêm túc từ đầu đến cuối cùng với thầy qua Zoom để hiểu tận tình hơn, cặn kẽ hơn thì đăng ký khóa học. Đấy, còn thầy cũng đúng không? Các bạn học xem miễn phí, thầy vẫn dạy các bạn rất là nhiệt tình, tất cả các mẹo thầy chẳng giấu gì cả. Đó. Chứ không có chuyện là bài này có cách nhanh ông này giấu mà ta chỉ dạy cái một thôi, cái hai chúng mày vào khóa học mới được học không? Đó. Có nhiều cơ sở đúng không thầy? Đúng rồi, thầy có hai cơ sở, một cơ sở Ngọc Hồi, một cơ sở Tân Mai. Nào bây giờ đến câu 1.18 nhé. Câu này thì thực ra là sẽ thi, chủ yếu là nó sẽ thi trắc nghiệm cho công ty tự luận đâu. Nhưng mà mình hiểu cái bản chất là như thế này. Tìm x để cho tan x bằng 0. Đấy. Thì các bạn nhìn đây này. Cái trục Ox ấy chính là giá trị y bằng 0 các bạn. Các bạn chỉ cần nhớ duy nhất cho thầy cái điều này thôi. Đấy, cái trục Ox này chính là giá trị y bằng 0. Vậy thì về mặt cơ bản là gì ạ? Tan x của chúng ta có hình vẽ chính là những cái con giun này này, chính là những cái ngoặc ngoặc này này. Đấy.
là đại diện cho nó là phe màu xanh. Thế còn cái anh y bằng 0 này này chính là cái đường màu vàng. Đúng chưa? Vậy để cho hai anh này bằng nhau, tức là các bạn nhìn trên hình là cái anh màu xanh này có cắt với anh màu vàng ở đâu không? Đấy. Thì bạn thấy ngay là chúng ta cắt tại trừ gì ạ? Trừ pi. Cắt tại 0. Cắt tại pi cho các bạn. Và các cái điểm này, hoành độ của nó chính là x ý, chính là nghiệm của phương trình này luôn. Chính là x bằng trừ pi, x bằng 0 và x bằng pi. Cả lớp hiểu câu này chưa? Đấy, các bạn chỉ cần trình bày thôi là được điểm luôn. Từ hình vẽ đúng không ạ? Đấy, cô mà hỏi thì phải bảo là gì? Dạ thưa cô, để tan x bằng 0 thì em sẽ nhìn trên hình vẽ là lấy đồ thị của tan cho cắt với trục ux, cắt tại 3 điểm và hoành độ của 3 điểm này là x bằng trừ pi, x bằng 0 và x là pi, sẽ là nghiệm của phương trình này. Thế là các em được 10 điểm về chỗ. Cô bảo là em học quá giỏi, cô không còn gì để dạy em nữa, mời em về chỗ. Đấy. Xong câu này chưa? Xong comment thời gian chữ xong phần chat để chúng ta đi đến câu cuối cùng trong cái bài 3 sách giáo khoa kết nối tri thức. Tuần này thầy cố gắng một tuần thì like ít nhất là 3 buổi, sách kết nối một buổi, sách chân trời một buổi, sách cánh diều một buổi. Đấy, cánh diều ông nọ thì like bài 3 mới một nửa đây, mai like nốt. Xong đi comment chứ, xong ạ, phải cái chat nào. Ờ thì các bạn comment đi, thầy đang chờ các bạn. Các bạn không comment thì thầy sẽ nghĩ các bạn không hiểu. Đấy. Còn 700 team nữa là hôm nay là các bạn sẽ tất cả các bạn được cái mã voucher giảm 50% học của thầy nhá. Xong chưa ạ? Rồi, chuyển câu này sang câu 19. Nhớ cho thầy Giang nhá, bản chất cái sách giáo khoa mới khác sách giáo khoa cũ ở cái gì? Đó là phần bài toán thực tế. Và các em hiểu chắc chắn rằng trong đề của em sẽ có những bài toán thực tế như thế này. Ở phần tự luận hay phần trắc nghiệm đều có. Cho nên là các bạn phải nhớ lại mấy câu này là mình phải ăn vã nó đi nhá. Các em để ý không? Bài nào trong đề, trong quyển sách của các bạn đều có sách thực tế hết, đều có bài toán thực tế hết. Và đấy là cái bài toán thực tế mới là cái bài toán mà các bạn học sinh kém. Thầy dạy các bạn cái cách đọc này. Đừng nhìn nhiều chữ mà sợ nhé. Hãy nhìn cái biểu thức này là cái gì. Đấy, nhìn vào một cái bài toán thực tế, đọc biểu thức là cái gì ạ? Chiều cao của nước. Đấy, tóm lại tôi chỉ cần hiểu là chiều cao của nước là HT. Rồi, ok. Được 10k4 team rồi. Thế thì tất cả các bạn xem livestream ngày hôm nay, nhớ đăng ký khoa học online của thầy sẽ được giảm 50%. Đấy, 1250k. Các em chụp màn hình lại và đăng ký cho đầy. Nhớ là học Zoom. Đấy, ngoài trực tiếp ra có video up lại trên web, các bạn xem lại thoải mái. Đấy, nhớ chưa? Và khóa của thầy là kéo dài 1 năm liền, từ bây giờ đến lúc các bạn hết năm lớp 11. Thanh Thu đây thầy. Ui dồi, Thư ơi, Thư không, Thư lên web xem lớp 12 đi, lên xem em lớp 11 làm gì. Trời ơi, Thư ơi là Thư. Nào bây giờ các bạn nhìn câu này nhá. Thầy giải các bạn rất đơn giản này. Đầu tiên là tìm chu kỳ của sóng. Trời, câu này nó dễ quá nhỉ. Trong cái bài hàm số lượng giác ấy, nó có một khái niệm là chu kỳ đúng không? Đã bơ thầy sẽ dạy các em cách tìm chu kỳ này. Tóm lại các bạn hiểu cái thằng HT này của chúng ta ấy, nó là một hàm lượng giác đúng không? Và hàm lượng giác này chính là 90 cos của pi trên 10t. Thế đây bây giờ muốn tìm chu kỳ của bài này, thực ra là cái bài tìm chu kỳ nếu các bạn làm trắc nghiệm ấy, nó có công thức. Đấy, thì công thức các bạn chỉ cần ghi trong sách khoa dạy mà. Nhớ thầy Giang này. Hàm sin của ax cộng b nhá. Ghi lại luôn này, thầy Giang dạy các bạn làm chùm lượng giác này thì t sẽ bằng 2pi chia trị đối của a. Cốt của ax cộng b giống hệt như thế, cũng t bằng 2pi chia trị đối của a. Tan của ax cộng b thì chu kỳ là 2pi chia trị đối của a. Cô tan thì là ax cộng b. Đấy, t cũng giống hệt như thằng tan. Ở đây quên mất là pi nhé, không phải 2pi. Tan với cotan là pi. Còn sin với cos thì là 2pi. Thì bài này các bạn thấy ngay bản chất nhá, cái anh này các bạn phân tích này. Thằng này chính là a.
Thầy không dạy toán à? Đây là toán mà. Đây là toán thực tế. Mấy ông này tưởng tôi dạy vật lý à? Đây là toán thực tế. Đúng không? Đây là A chưa? Còn B ở đây là gì ạ? Là không đấy các bạn. Đó. Vậy thì ở đây các bạn áp dụng công thức thôi. Chu kỳ của hàm số này sẽ bằng chu kỳ của sóng này này. 2π đúng không? Hàm cốt là 2π. Chia cho trị tuyệt đối của A thì thôi khỏi nhé, thằng A dương này. Đấy. Chia cho pi trên 10. Vậy thì nhẩm xương dương là 20. Xong chưa? Các bạn hiểu comment thấy ra số 1 phần kiến chat. Xong ý A. Đấy, bơ sang ý B. Tìm chiều cao của sóng. Đấy, chiều cao của sóng là H mà. Đấy, tức là người ta hỏi HT sẽ bằng bao nhiêu? Đấy. Và người ta gọi là khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa đáy và đỉnh của sóng. À, đây là chiều cao của nước nhỉ? Cái gì từ từ nhá. À, đây là chiều cao của nước. Ừ. Để nó lúc thì nước, lúc thì sóng. Dị thế nhỉ? Một cơn sóng biển đi qua một cái cọc ngoài khơi. Chiều cao của nước. Khoảng cách đứng giữa đáy và đỉnh sóng. Đọc chẳng nhiều cái gì cả. Thầy thực sự luôn. Đọc hơi khó hiểu một tí nhá, nhưng mà tóm lại các bạn hiểu đến như này. Cái gọi là cái cơn sóng biển này này. Nó sẽ là dập dình đúng không? Đấy các bạn hiểu con sóng nó sẽ dập dình như tình yêu của các bạn. Đấy, lúc thì yêu nhau, lúc thì ghét nhau. Đó. Thế thì bây giờ nhá. Cái hàm cốt ấy thì về mặt cơ bản là nó sẽ dao động như thế này. Cơn sóng này rất đều đặn. Đấy. Cơn sóng nó rất đều đặn, nó không như tình yêu của các em đâu. Đấy, nó rất đều đặn đúng chưa? Đấy. Thế thì cái câu chuyện này này các bạn đọc này, khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa đáy sóng và đỉnh của sóng. Đấy, giữa đáy sóng và đỉnh của sóng. Thì các bạn hiểu là gì? Đỉnh đây này. Ok chưa? Và đáy đây này. Đó. Thì cái khoảng cách. Đấy, đây này, cái phương thẳng đứng đây này. Tức là hỏi cái đoạn này. Đó. Ok chưa? Thế thì ở đây các bạn hiểu là gì? Phương thẳng đứng giữa đáy và đỉnh của sóng thì tức là các bạn hiểu rằng cái câu này người ta hỏi của chúng ta ấy là chiều cao của sóng này là đạt được trong một chu kỳ. Trong một chu kỳ tức là các bạn nhìn nó là như thế này này, các bạn nhìn vào cái vùng màu vàng ấy, chu kỳ ở đây là gì nhá, thầy sẽ giải thích về mặt ý nghĩa hình học cho dễ hiểu. Chu kỳ là đúng không? Ví dụ các bạn sáng ngày hôm nay 5 giờ tôi dậy tập thể dục. Sáng ngày mai tôi 5 giờ tôi cũng dậy tập thể dục. Sáng ngày kia cũng 5 giờ tập thể dục. Vậy chu kỳ tập thể dục của các em là gì ạ? Là 5 giờ sáng hàng ngày. Các bạn hiểu ý thầy nói không ạ? Đấy. Thì chu kỳ của một con sóng ấy nó là cái đoạn này này. Từ cái điểm A là đáy sóng đến đây là đến B nó lại là quay trở về. Đúng không? Thì cả cái cung này này. Đấy, cái thời gian ấy để cái con sóng là đáy là A nó dình lên nó lại dập về đấy vị trí đáy này là B này, thì ở đây gọi là một chu kỳ, đang nói về mặt khái niệm thời gian nhé, thời gian nghĩa là chu kỳ. Các bạn hiểu cái đoạn chu kỳ này chưa? Hiểu thì comment thầy số 2 vào cái chat. Nghĩa là để cho con sóng từ đáy nó đi lên xong nó lại về đáy thì nó gọi là một chu kỳ. Các bạn có hiểu cái đoạn này không ạ? Hiểu thì comment thời gian số 2 vào cái chat nào. Hiểu theo chu kỳ chưa? Nó giống kiểu là 5 giờ sáng ngày hôm nay. Đấy, con dậy tập thể dục, con đi chơi đi bời cả một ngày xong con về đi ngủ lại 5 giờ sáng hôm sau, con lại dậy tập thể dục. Đấy là một chu kỳ. Đấy, đúng không? Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Các bạn hiểu đoạn này không nhỉ? Xong chưa? Rồi, thế thì bây giờ cái câu chuyện rất đơn giản thôi. Bây giờ muốn tính chiều cao đúng không? Muốn tính chiều cao này này. Thì bạn tính như thế nào?
Chu kỳ là bao nhiêu đấy ạ? Là 20. Đúng chưa? Mình vừa tính xong. Vậy thay vào thôi. H của 20 sẽ bằng 90 nhân cốt của pi trên 10. Đấy, H20 tức là thay T bằng 20 vào. Đó. Thì các bạn suy ra H20 sẽ bằng 90 cốt của 20 chia 10 là còn 2 pi đúng không? Cốt 2 pi. Đúng không nhỉ? Đúng rồi. Cốt 2 pi thì là mình tính bấm thôi các bạn. Cốt 2 pi trước nhá. Đấy, nhân 90. Kết quả là 90. Vậy cái độ cao của con sóng chúng ta sẽ là 90 cm. Đó. Cả lớp đã hiểu bài này chưa? Đó. Tìm ngay cái do cái câu hỏi nó hơi khó hiểu với các bạn nên thầy phân tích kỹ thôi, chứ còn nếu mà nó nói một cách mô tả dễ hiểu hơn thì các bạn sẽ hiểu nó dễ hơn một tí. Tìm chiều cao của sóng. Đấy. Tức là khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa đáy và đỉnh của sóng. Đấy, đây này con sóng dập dình như thế này. Đó. Đây. Đó. Thế đó. Đó. Thế là chúng ta đã giải quyết toàn bộ 100% bài 3 sách kết nối tri thức 7 hàm số lượng giác. Đấy. Thì hy vọng cái buổi học ngày hôm nay